Hello anh em, hôm nay mình thực hiện một cái hình đai đai nhiệt cổ anh em nhé. Đai nhiệt cổ này hình con hạc với lại mây với lại khối. Khi mà chúng ta scan một cái hình ở cổ chân hay là cổ tay hay là bất kỳ một cái vị trí bóp tay là nó mà nó là cái thể loại đai ấy, thì nó scan nó sẽ khó hơn tất cả những cái thể loại và cái vị trí can còn lại anh em nhé. Đặc biệt là khi mà chúng ta scan ở vị trí bắp chân này thì rất là dễ, nó là mặt một cái mặt phẳng ấy. Còn nhưng mà ở đây thì chúng ta lại scan ở cái vị trí cổ chân thì phía dưới cổ chân này nó sẽ bé hơn và trên cổ chân nó sẽ to hơn, nên nó sẽ đòi hỏi một cái kinh nghiệm của người thợ xăm nhất định để có thể scan một cách nó chi tiết và nó rõ ràng nhất. Và đặc biệt là scan xong thì nó phải tròn, nó phải sắc nét đấy. Đấy, từ trước sau như này này. Đấy, sau khi mà chúng ta scan xong thì chúng ta có thể là chỉnh sửa một số cái chi tiết làm sao cho nó phù hợp với lại cái hình mà chúng ta thiết kế. Đấy. Ok anh em. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một cái tác phẩm này. Anh em cùng chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên là mình sẽ tiến hành đi led. Về cái kỹ thuật đi led thì chắc hẳn anh em đã biết rất là nhiều cái video ở trên kênh YouTube của mình là mình hướng dẫn rất chi là chi tiết tỉ mỉ về cái kỹ thuật đi led cho anh em xem. Còn anh em nào chưa xem mà hoặc là anh em xem mà đã quên mà vẫn chưa đi được một cái led nó căng nét sắc nét đầy mực thì anh em sẽ chú ý nhá, tại vì mình sẽ nhắc lại luôn cho anh em xem. Đó chính là khi mà chúng ta đi led ấy thì cái kim của chúng ta chọn ấy nó phải phù hợp với cái hình xăm mà chúng ta sẽ xăm. Hình to thì chúng ta sẽ xăm kim to và hình bé thì chúng ta sẽ xăm kim bé. Kim mà mình sử dụng ở đây là kim 9GL. Cái cách mà cầm máy thì chúng ta sẽ cầm máy thật là chắc, cầm hạ, cầm tít xuống gần cái sát cái đầu ngòi ấy. Anh em có thể thấy là cái tay của mình cầm sát xuống đầu ngòi này và tiến hành mình đi led. Mình đi led thì mình đi rất chia là chậm và đi thật là chắc, đi đến đâu được đến đấy anh em nhé. Chứ anh em không có cái hiện tượng là đi lại hoặc là xăm đi xăm lại như thế thì cái vùng da của chúng ta nó bị loét ra là cái nhất. Cái thứ hai là cái led của chúng ta nó sẽ không được đẹp. Anh em phải chú ý cái điều đấy nhá. Hello anh em, thì đây là hình xăm của mình đã thực hiện, mình đi led xong rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đánh khối luôn, đánh khối và đánh bóng luôn, cũng như là mình sẽ tiến hành mình vào màu luôn anh em nhé. Đây, đây là hình con hạc này. Đây, sau kia nhỉ. Đây, đây là bên sau nha. Đây là vị trí mà mình đã đánh dấu rồi. Ok anh em cùng xem mình tiến hành mình đánh bóng nha. Đây là một hình xăm mili rất là phức tạp và nó rất là nhiều chi tiết. Mỗi một chi tiết thì nó sẽ phù hợp với một cái kim khác nhau, nên mình sẽ chọn một cái máy mà thay đổi cái kim nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Máy xăm mà mình sử dụng ở đây là máy xăm Izetta anh em nhé. Thì ngày xưa mình mua chiếc máy xăm này là hơn 14 triệu cả tay cầm anh em ạ, 14 triệu 6 hay 14 triệu 8 gì đó, mình cũng không nhớ rõ.
Giá bây giờ thì mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà đây là chiếc máy xăm mà mình rất là yêu thích, tại vì nó xăm được cả hình Âu lẫn hình Á, như hình Nhật cổ, Nhật lưu, xăm được hết. Và đặc biệt của nó rất là cơ động. Anh em nếu như mà anh em muốn mua một chiếc máy xăm cơ động thì anh em có thể tham khảo chiếc máy xăm Izetta anh em nhé. Ok anh em. Còn về kỹ thuật đánh khối thì có rất nhiều video mà mình đã chia sẻ với anh em về cái kỹ thuật đánh khối rồi. Anh em có thể xem trực tiếp ở đây là mình đang đánh khối ở trên da thật anh em nhé, bằng chiếc máy xăm Izetta. Khi mà mình đánh ấy, thì mình đánh đến đâu được đến đấy. Anh em còn vấn đề gì thắc mắc về kỹ thuật đi led đánh khối hoặc là vào màu thì anh em hãy để lại một bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì anh em cùng nhau xem cái cách mà mình hoàn thiện và cái cách mà mình làm một cái tác phẩm đai Nhật cổ ở cổ chân. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna... Ok anh em, vậy là cuối cùng mình đã đánh khối xong rồi anh em nhé. Ở đây thì mình vừa đánh tông đậm mà vừa đánh tông xám. Khi mà chúng ta đánh ấy, thì lên da thì nó sẽ cùng tông, nhìn chúng ta nhìn nó sẽ gần như kiểu là cùng một màu mực ấy, nhưng mà đến khi bong ra ấy, thì nó sẽ khác anh em nhá. Cái này thì anh em làm lâu thì anh em mới biết được. Hello anh em, đây là cái vị trí mà mình đang tô. Tô ở đây chính là cái mặt trời. Đây là một con hạc. Khi mà ở đây thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là xăm màu vàng. Thì khi mà chúng ta xăm màu vàng ấy thì anh em rất khó xăm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em không kiểm soát được cái lượng mực cũng như là cái lượng kim nó đâm vào da nó như thế nào ấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút cái kinh nghiệm về cái cách mà xăm màu vàng. Khi mà chúng ta xăm màu vàng ở đây, chỗ này là cái chỗ mà mình mới xăm màu vàng xong này. Đấy, anh em thấy nó phần nó tấy lên không? Nó tấy đỏ đỏ lên không? Đây là cái vị trí mà mình xăm màu vàng xong mà nó đã ăn rồi anh em nhé. Còn đây là cái vị trí mà mình chưa xăm. Khi mà chưa xăm thì nó vẫn còn màu trắng của da này.
Đấy, còn vị trí mà xăm rồi thì nó sẽ hiện lên như này, nhưng mà nhiều khi anh em xăm ấy, anh em cái màu vàng nó bám lên rồi mà cái lớp mô ấy, nó chảy ra nó đỏ thì anh em lại nghĩ là cái màu vàng nó chưa ăn, nên anh em cố gắng anh em nhồi thật kỹ, càng nhồi thì anh em lại càng thấy nó sai. Và khi mà anh em cái chỗ mà anh em xăm màu vàng ấy nó bong ra ấy, nó rất chi là nhợt nhạt, nó còn không chỗ thì không có mực, chỗ thì có mực. Đó là cái lý do mà anh em thấy nó bị tấy lên và nó chỉ ra cái nước máu, nhưng mà thật ra là cái màu vàng nó đã ăn vào da rồi. Khi mà anh em xăm thấy nó ăn như thế này rồi ấy, thì anh em nên xăm tiếp sang vị trí khác, anh em không cần cố gắng là anh em nhồi tiếp màu nó vào cái vị trí này đâu. Khi mà anh em cố gắng anh em nhồi tiếp vào ấy, thì lập tức nó sẽ bị sát thương ra anh em nhé. Đấy, nó sẽ bị sát thương ra, và khi mà cái hình xăm của mình nó bị sát thương ấy, thì đến khi mà nó bong ra ấy, thì nó sẽ bị mất mực, tại vì vậy nó bong rất chi là dày. Ok anh em cùng theo dõi lốt cái đoạn mà mình sẽ tô lốt ở vị trí này có cái màu vàng này anh em nhé. Ok, vậy là cái vị trí mà mình xăm màu vàng mình đã xăm hoàn thành rồi nhá. Mình lau sạch đây cho anh em xem này. Đó, lau sạch đi, màu vàng nhìn rất chi là đẹp nhá. Nó không bị trắng hoặc là nó không bị tấy khi mà chúng ta xăm đúng kỹ thuật đấy. Đấy thì màu vàng nó rất là đẹp. Đấy, anh em có thấy không? Màu vàng nhìn rất là đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ nhấn nốt cái phần mắt của cái con hạc này là xong. Đó, ok anh em. Hello anh em. Thì cuối cùng hình xăm đa nhiệt cổ ở bắp chân của mình đã hoàn thành rồi anh em nhé. Đây, sau khi xăm xong nước mô nó chảy ra nó tấy lên, bây giờ nó sẽ đóng cục vào như này này. Giảm ánh sáng đi một tí cho nó đỡ đổ bóng. Đây anh em nhé. Đó. Đây là cái màu vàng này.
đây là con hạc này, mặt trong này. Ok không anh em, hợp lý không? Đó, khi mà anh em tô màu vàng ấy, màu vàng nó rất khó tô nên anh em sẽ phải tô nó kỹ hơn một chút anh em nhé. Chân rất lắm lông, đa nhật cổ, kín chân, nhìn khá hay anh em nhỉ. Sau này thích thì lối kín chân luôn. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem hết video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất và mới nhất mỗi khi mà mình ra video mới anh em nhé. Ok anh em, nhìn đi nhìn lại thì thấy hình xăm đai này nhìn cũng khá là hay anh em nhỉ. Hy vọng là anh em sẽ thích cái video này của mình. Ok, anh em nào mà muốn xăm hình hay là học xăm thì anh em inbox cho mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video.